Morning, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Thoa sẽ tiếp tục làm seven và hôm nay Thoa sẽ làm cái cánh cửa này. Cái cánh cửa này khi mà Thoa mua về đó thì mấy cái miếng mà nó che đây nó bể hết rồi. Với hơn nữa để như vậy nó cũng không có đẹp. Đây, tại Thoa đã làm cái cửa sổ thì hôm nay Thoa sẽ làm bít cái chỗ này lại và làm cái khung cho cái cửa. Có thể là Thoa làm cái hộc này nè, Thoa có thể Thoa làm cái chỗ để đựng đồ, tại Seven này nó không có chỗ đựng đồ nhiều đó, cho nên những cái chỗ nào mình có thể làm được để mình chứa đồ được một cái gì đó trong tương lai thì nên làm trong cái khu nút này. Tại vì sau khi mà mình đã làm xong á, là mình có muốn thay đổi cũng không được, cho nên ngày hôm nay Thoa sẽ làm hai cái cánh cửa đằng sau này. So, let's do it! Bây giờ là Thoa lấy giấy này nè, Thoa tray cái cửa này để Thoa làm cái miếng gỗ. Cho nên bây giờ thank you.
perfect. Okay. Cái chỗ này nó nhỏ quá, Thoa không có bỏ cái trail vô được. Cho nên Thoa phải dùng cái cây này. Chỉ là có cái này nè. Mình có thể. Nhưng mà thấy cũng hơi khó. Sẵn xuống sắp. Gắn glue vô bốn góc cho nó dính vô. Yeah. Còn cái này thì ai chỉ để đây thôi, tại khi mình đóng cái kia vô là nó sẽ cứng lại. Bây giờ Thoa phải đi tìm cái lỗ ở chỗ này để Thoa cắt.
Đây, cái cửa Thoa đã ráp vô xong hết rồi nè. Đó. Bây giờ Thoa chỉ cần sơn, xong cái Thoa làm cái trim around nữa là ok. Bây giờ còn một cửa nữa, Thoa phải làm một cửa y chang như vậy luôn.
Đây bên này Thoa làm cái khung xong hết rồi nè. Thoa cắt thôi, Thoa mới cắt, Thoa bỏ vô thôi, chưa có dán, chưa có đóng đinh. Bỏ vô coi nó như thế nào. Bây giờ Thoa đang suy nghĩ là nên để màu trắng hay là sơn màu đen. Hồi nãy Thoa lấy thử. Đó, Thoa lấy cái miếng ấy, Thoa thử cái màu xịt cái màu đen với coi nó như thế nào. Thì một là Thoa để trắng, hai là Thoa để đen. Nhưng mà bây giờ Thoa chưa có make a decision là để trắng hay đen. Cho nên bây giờ suy nghĩ đã. Nhưng mà Thoa còn phải làm một bên nữa. Bên này Thoa chưa có làm nè. Đó, Thoa phải đợi làm bên này xong rồi Thoa sẽ make a decision là để trắng hay là đen. Bây giờ là Thoa bắt đầu Thoa glue mấy cái này vô. Thoa dùng cái loại glue con khỉ đột này nè. Cái này nó chắc lắm. Nên bây giờ cái ngòi của nó thì bị hư rồi. Nên Thoa bơm ra Thoa quậy.
Đây, cái cửa Thoa đã làm xong hết rồi nè. Đó, giờ nhìn ra như vậy á, cuối cùng á, Thoa không có sơn đen, Thoa giữ trắng để cho nhìn nó rộng rãi, nó đẹp. Sơn đen vô nhìn thấy nó kỳ lắm, thôi Thoa giữ màu trắng. Đó, cửa xong rồi. Thôi, cảm ơn tất cả các bạn theo dõi cái video của Thoa nha. Và nhớ trở lại để coi Thoa sẽ tiếp tục làm cái gì nữa nha. Tại Seven này còn làm nhiều thứ lắm nè. Thôi cảm ơn, thank you, bye bye.